mà bữa đó là con có thách ảnh là anh có dám hôn một cô gái giữa một cái pub hay không? À, thật ra là cái nụ hôn đầu tiên là nó đã xảy ra ngay cái lúc mà tụi con bye bye đi về, mà con đã bị ảnh cắn cho một cái ngay môi, có nghĩa là cho chảy máu luôn, kiểu giống như là ảnh không có muốn rời đi á. Một người, nói chung là một người rất là mãnh liệt, ngay tay cái ánh mắt rất là mãnh liệt, rất là kiểu rực lửa, có nghĩa là đó là cái cảm nhận đầu tiên của con sau khi đi pub về đó, phải không? Dạ đúng rồi, là cắn một cái vào môi luôn. Dạ, lúc mà chia tay xong rồi ôm hôn xong rồi. Can you speak Vietnamese? Chuk chuk. So this is Miss Vong. Miss Vong. And this is Mr. Thong. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Both. What's your name? My name is Emre Sigura. Where are you from? I'm from Turkey. Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Yes. How long you stay here? 6 năm. 6 năm. 6 năm. Bao nhiêu tuổi rồi? I'm 40. 41 actually. Cái background của ảnh là ảnh làm cái gì rồi? Ảnh đang làm bất động sản. Trong một công ty bất động sản. Chief Commercial Officer, CCO thì có thể là quản lý về thương mại. Can you speak Vietnamese about you? About me? Introduce yourself. It's too difficult. Khó quá. Emre kết hôn với vợ là bao nhiêu lâu rồi? We're married for 3.5 years. À, giờ tới em. Chào cô Vân, chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Hồ Trà My, hiện nay là 32 tuổi. Đang làm marketing cũng như là một content creator. Như vậy là chắc có lẽ là My cũng là một nhân vật rất là nổi tiếng trên cộng đồng mạng đúng không? Chút ạ. Dạ. Chắc đây cũng là một cái hot TikTok nè, đúng không? Dạ. Anh có quay TikTok chung như con? Dạ có, quay nói chung làm diễn viên cameo. I don't appear on all the videos. Anh không có xuất hiện hết. You can speak Vietnamese a little. Yeah. Slowly. Some Vietnamese word. I can order food for myself. Anh có thể đặt đồ ăn. Ví dụ bây giờ đang đói bụng, anh cần ảnh nói một câu tiếng Việt về cái chuyện là ảnh đặt đồ ăn đó, cho bốn anh em mình nè. You can order Vietnamese food for four of us. Four of us. Ooh. Okay. Hello. Hello. That's so hard. Phở bò. Muốn phở hả? What? Dạ thật ra anh cũng không order kiểu đó, mình trên Grab hay là trên mấy cái ứng dụng là có thể được nhắn thấy được thôi. Cái món. Dạ đúng rồi, gửi đi. Cho mới nói chuyện trực tiếp được. Dạ. Chưa rồi là đặt 4 tô phở bò đúng không? Dạ. You just order 4 phở bò right? À đó, đặt cho 4 người đó. Đó, quá tốt. À, chúng ta phở bò ăn rồi. Suối. Chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào? Lần đầu tiên em gặp anh ấy ở đâu và anh ấy tỏ tình với em như thế nào? Là trên một cái app hẹn hò. Thì cái buổi gặp đầu tiên đó là sau khi một tháng hai người nói chuyện nhau, gặp nhau, nhưng mà cái buổi này thật ra nó không có suôn sẻ ở cái khúc đầu tiên. Tại vì anh để không đợi. Đợi một tiếng đồng hồ bởi vì anh tập gym và anh ra trễ và con phải đợi. Tại sao lúc đó con kiểu hơi bực tức á, con cũng muốn là ông này là ai làm sao? Ông này là ai mà để mình đợi vậy? Thế là anh tới thì kiểu rất là kiểu đẹp trai bảnh, mặc áo hoa quần màu rêu, nói chung là nhìn cái cách phối đồ rồi cái cách nói chung là nhìn rất là đỏm dáng. Đó là cái ấn tượng đầu tiên, thì nó đang không vui là như vậy. Thật ra là con cũng đã điều tra này rồi, một người nước ngoài và có một cái chức vụ là như vậy thì đã điều tra trong background. Ok, đúng, dạ, đúng không? Rồi background rồi, nhưng mà gặp nhau một cái là anh kể lại nguyên một cái CV đó luôn, y chang những gì mà con đọc luôn, thì là ở đâu đã làm việc ở đâu mấy năm rồi. Trong cái buổi đó thì tại vì anh này ảnh rất là thích về thể hình, quan trọng cái vóc dáng, cho nên lúc mình đã tới trễ rồi, con đã gọi đồ ăn rất là nhiều để ra, cái xong nó nguội lạnh hết rồi, cái tới cái anh nhìn thấy anh không ăn luôn, con cũng không ăn luôn, hai đứa chỉ nói chuyện thôi, và xong rồi pack những cái đồ ăn đó đem đi và đi qua cái điểm thứ hai. Thế còn Sura, yep. Lần đầu tiên bạn gặp cô gái này thì như thế nào? She was very outgoing person first of all and very mature for her age. Also she was very patient. Rất là kiên nhẫn tại vì đợi ảnh. She waited for me almost an hour. Như vậy là lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau, coi như là chỉ nói thôi chứ không ăn. Sau bữa ăn đó là hai đứa đi đâu? Đó bây giờ cái vụ tăng hai nè. Tăng hai đó. Đem đồ ăn đi đâu? Dạ, thật ra là đem đó thì cuối cùng là ngồi trên xe mình, thật ra cũng tặng cho bảo vệ cái lúc cái thời điểm mà ảnh đi về á. Cái tăng hai á thì bắt đầu kiểu là ok, mình nói chuyện vui vẻ hơn, tại vì vô trong một cái pub nó rất là vui, nhạc nhẽo rồi, lúc nào đó con cũng thấy là ok thôi. Đâu biết là mình gặp thêm một lần nào nữa đâu, thôi giờ mình cứ xỏa thôi và chơi những cái game, ví dụ như là True or Dare, con hỏi những câu rất là 18 cộng. Vậy đó, đó. Giống như con trả thù vậy đó. Mà bữa đó là con có thách ảnh là anh có dám hôn một cô gái giữa một cái pub hay không?
Thật ra là cái nụ hôn đầu tiên là nó đã xảy ra ngay cái lúc mà tụi con bye bye đi về, mà con đã bị ảnh cắn cho một cái ngay môi, có nghĩa là cho chảy máu luôn, kiểu giống như là ảnh không có muốn rời đi á. Một người, nói chung là một người rất là mãnh liệt, ngay tay cái ánh mắt rất là mãnh liệt, rất là kiểu rực lửa, có nghĩa là đó là cái cảm nhận đầu tiên của con sau khi đi pop về đó, phải không? Dạ đúng rồi, là cắn một cái vào môi luôn. Dạ, lúc mà chia tay xong rồi ôm hôn xong rồi con hỏi ảnh đi, tại sao, why it happened on the passion, con có thích điều đó hay không? Thật ra cũng hơi thích đó. Đúng không? Bị ấn tượng liền, đảm bảo luôn. Dạ. Sao cái lần đầu bị tiên cắn á, bị cắn bị cắn môi như vậy? Tại vì con đã thích rồi thì chắc chắn phải có lần thứ hai. Thật ra là với những cái mối quan hệ hẹn hò á, thì ảnh là người đầu tiên mà con hẹn hò vào buổi thứ hai, thứ ba. Và thật ra là con cũng hơi có chút dè chừng, cho nên là những cái buổi thứ hai, thứ ba thì con muốn nhìn ảnh ở những cái lát cắt khác. Cho nên là những cái địa điểm sau đó là do tự con chọn. Cái lần thứ hai gặp nhau là trong cái Christmas party, có nghĩa là hai đứa ngay cái đêm Noel luôn, là hai đứa đi ăn với nhau, sau đó là đi nghe nhạc jazz. Thì là mình thấy một cái góc khác là anh này cũng rất là lãng mạn. Ví dụ khi mà ăn xong thì tụi con đi qua cái chỗ nhạc jazz đó thì hai đứa sẽ nhảy nhót, giống như là trong một bộ phim, không để ý một tới ai xung quanh hết, cứ vừa đi vừa nhảy cho tới cái lúc mà đi ra đó, tới cái chỗ nhạc jazz đó. Cái bữa thứ ba thì con muốn nhìn một cái góc khác thử, thì thử đi ăn chay. Cái thấy là anh này có một cái tính cách rất là nhẹ nhàng, tình cảm, rất là quan tâm tới gia đình. Hay quá vậy. Thế nên chay mà anh không có ăn chay được lâu, có nghĩa là mỗi tuần phải có ăn thịt. Nếu mà kiểu quen nhau hẹn hò qua app á, mà mình đi theo cái sự hướng dẫn của người đàn ông, mắt con sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là nó bẫy mình hay gì đó, cho nên thường con sẽ là cái người chọn địa điểm. Rồi lần thứ tư, cái lần thứ tư là có nghĩa là sau cái lần thứ ba đó, cái bữa đó là ngày gần giao thừa của năm cuối năm 2016. Lúc đó thì con đã đi chơi với nhóm bạn của con ở trên Đà Lạt. Anh này thì ảnh có party gì đó, xong mà ảnh giống như ảnh cứ nôn, cả ảnh cứ ở Sài Gòn và party xong cũng không thấy vui, xong rồi nhắn tin nhớ nhung, rồi anh đi lên với em được hay không, cũng ngại là sợ là nhóm bạn của em cũng không cảm thấy thoải mái như thế nào đó, cuối cùng cũng lên thôi. Anh thấy ở cái điểm gì đặc biệt ở con mà anh lại có thể là cuốn hút như vậy? Why is there any points from me that you feel like so attractive to you? Oh yeah, obviously her beauty, but it's like her also mindset as well towards my parents, towards my friends as well. We accept each other basically immediately. We don't want to change each other, or we don't want to reflect change basically. Maybe I can say like unconditional love is accepting each other. Và tụi con chấp nhận nhau. Rồi đến khi nào thì ảnh mới chính thức là ảnh tỏ tình? Official boyfriend. Yeah. Girlfriend. Oh yeah, it's January. January. Yeah. Sau cái chuyến đi Đà Lạt đó. Con đi Đà Lạt con trở về đúng không? Sau mấy tháng, từ cái lúc gặp nhau đầu tiên đó thì là khoảng là một tháng. Chuyện tình cảm của hai bạn có phải yêu xa không? Thật ra cái thời điểm mà con gặp ảnh á, là ngay cái lúc đó con cũng muốn có một cái làn gió mới, và con cũng đang hơi bị mất định hướng về công việc, cho nên là con đang dự định là con sẽ đi Hội An một năm. Lúc đó thì tự nhiên gặp anh này, nhưng mà con cũng không thấy cái này là cái cản trở nữa. Và rất là nhiều bạn con thì nói là trời mày bị điên hả, đang tự nhiên có quen một cái anh như vậy mà đi. Con ra Hội An con làm gì vậy đó? Con có một cái thương hiệu về trang sức, có thể bán cho người nước ngoài. Đi ra Hội An luôn, mấy bao nhiêu lâu? Dự tính là một năm, nhưng mà cuối cùng là anh này anh cứ giống như là anh thấy anh cũng nhớ thương nhớ nhung quá xong rồi bay ra Hội An là yêu xa. Dạ đúng xa. Rồi chứ vậy thì trong 8 tháng đó là ổng bay mấy chuyến ra ngoài Hội An? Do you remember how many flights that you fly to Hội An? At least 4. Thật ra là con cũng giấu ba mẹ đi bay từ Hội An. Có dẫn anh đi ra mắt gia đình không? Dạ có, dẫn ra mắt gia đình là trong cái tháng 1 2017 luôn á. Gia đình có ủng hộ không? Trước giờ thì con chưa ra mắt ai là người nước ngoài hết. Và mẹ con hỏi anh câu là ủa lớn tuổi vậy mà chưa có vợ hả, kiểm tra kỹ chưa, có vợ ở nước ngoài chưa? Mà anh chưa có vợ đúng không? Dạ đúng rồi, độc thân. Thời điểm đó là độc thân. Rồi ba mẹ chồng đối với con thì sao? Ba mẹ chồng con thì rất là dễ thương. Cái năm 2017 thì tụi con cũng về Thổ Nhĩ Kỳ để ra mắt. Cái luôn. Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Anh có nhiều anh em không? Dạ anh có một anh trai sinh đôi luôn ạ. You have twins. Yeah. Yeah. Có bị lộn bao giờ không? Dạ không, thật ra là mặc dù là có hai đứa con nhưng mà mỗi người làm việc một nơi ở đất nước khác nhau, và ông bà sẽ tự ở lo cho bản thân. Dạ đúng rồi, tự lo cho bản thân. Cái tháng 9 năm 2017 là anh em con về Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt gia đình. Con cũng mong đợi rất là nhiều. Người ta ra mắt gia đình người ta phải đẹp đẽ đúng không? Nhưng mà 18 tiếng con bay, có nghĩa là nhìn con rất là bần. Nhìn con rất là chán. Và con cứ mà tà máy bay xuống một cái là con phải vô liền trong mấy cái chỗ mà duty free á. Con make up lại, con lấy đồ, con make up lại. Ba mẹ con thì cũng gửi rất là nhiều trái cây. Ví dụ như trái nhãn, là trái chôm chôm, mang cục đó. Mang qua gia đình đó, mang cả thùng hải quan á, người ta thấy lạ. Người ta chưa bao giờ thấy chôm chôm hết. Người ta chưa bao giờ thấy mang cục hết. Người ta phải lại để người ta phải bắt là cái này là cái gì vậy, người ta không dám đụng, người ta tưởng bom. Đó, người ta phải bắt mở ra rồi cái này ăn sao, không dám đụng luôn. Cuối cùng có qua được không?
Dạ, qua được. Và lúc mà về thì con cảm thấy hình như là con không thể tự tin để mà đi ra mắt ngay cái thời điểm đó, nhưng mà mọi người cũng chấp nhận, cũng ôm hôn. Người ăn trái cây có thích không? Dạ, rất là thích. Lần đầu tiên ra mắt với bên gia đình bạn trai như vậy, mà đặc biệt là ở một cái quốc gia như là Thổ Nhĩ Kỳ, thì con có lo lắng không? Rất là lo, tại vì con nghe nói là mẹ của anh rất là khó, và cái bạn gái trước thì mẹ anh không thích luôn, cho nên là con rất là căng thẳng. Tình cảm của các bạn có sự khởi đầu và thậm chí trong khoảng thời gian yêu nhau cũng rất là đẹp. Chỉ có yêu xa chút xíu nhưng mà tình cảm thì vẫn mặn nồng với nhau. Và bây giờ thôi, bây giờ mình tới cái phần rất là quan trọng. Đó là rồi, khi mà thành vợ thành chồng với nhau, không biết là trong cách sống của anh trong 6 năm trời, anh có những cái tật xấu gì không? Bây giờ để hỏi ông trước đi. Dạ. Nãy giờ là một mình bé nói, bây giờ hỏi ảnh đi. Aurora. Ông hỏi đi. Aurora. Review the best side of each other. Oh yeah, review. I think we suit each other the most. Like, it's like the matching. So we have the same taste, but we give ourselves the space to grow as well. At the end, the beauty fades, but the thoughts and the moments that we shared actually will stay. Đặc xấu nha, chứ không phải là tính tốt. Okay. Whenever I try to approach her to tell her something, like train her, educate something, it's like the first reaction is, I know. Hấp tấp á, đó, cái tật đó mình có thể quy vô là hấp tấp. But she's very empathic. She knows how to balance the emotions. Basically. Really? Yeah. That's from your gut? Yes. Nói chung là ông này, ông không có nói được cái tính xấu đâu ạ. Thôi chắc để con đi. I think we're... Đâu sao đâu kệ. Bây giờ ông đã nói được của con một cái hấp tấp rồi. Rồi. Đó, the second. Maybe you can tell them about the story that you tried to experiment the foods on me. Dạ, tại vì anh này anh dị ứng. Hay là mấy cái súp mà kiểu của Nhật Bản á, là con đã rất là kỹ. Khi mà con mua về là con đã nhờ bạn ở Nhật á, là dịch coi thử là trong này nó có hải sản không. Nhưng mà khi nấu á, nó vẫn có mấy cái giống như là vỏ tôm xay ra á cô. Anh vẫn bị kiểu như là phải vô bệnh viện. Có nghĩa là phải vô bệnh viện mấy lần. Vì tại vì con thử nghiệm đồ ăn. Đồ cũng nguy hiểm ha. Dạ, rất là nguy hiểm. Nguy hiểm đó. Cho nên ăn uống với ảnh khá là kỹ. Con là chỉ có một cái tật xấu là hơi hấp tấp thôi. Dạ. Và bây giờ tới con đó. Anh này thì không có tật xấu, nhưng mà có những cái cũng rất là vui thôi. Ví dụ như ảnh rất là thích shopping. Ảnh rất là mê shopping luôn. Người Thổ Nhĩ Kỳ theo con biết là người ta đã rất là đỏm dáng rồi. Và anh này là mê shopping từ những cái nhỏ nhỏ lặt vặt cho tới những cái lớn, quần áo, cái là giày hay là túi hay là quần áo của ảnh rất rất là nhiều. Và con phát hiện ra là cái này nó đến từ gia đình của ảnh luôn. Có nghĩa là đi qua chơi nhà mùa hè đi, thì mà người ta đã sọt đồ mùa đông, chuẩn bị mua đồ mùa đông rồi. Wow, cái kiểu là như vậy. Và rất là thích cái chuyện, thậm chí là con mua một cái gì đó về thì ảnh sẽ kiểu cái gì đó mua gì đó. Thôi, tính đồ shopping luôn á. Mặc đồ đó, mặc thử coi. Được được, này không được hay cái gì đó. Đó là sẽ cất. Và thậm chí là mua những cái đồ mà thường là mua cái gì là mình sẽ mua hai cái. Chưa có biết vẫn phải mua hai cái để thử. Ví dụ như là một cái máy ngủ thì sẽ mua một cái rẻ, một cái mắc. Mua để thử coi nó sẽ như thế nào. Hay là mua những cái dầu gội. Và con phát hiện ra là lúc mà mở cái tủ ra là một đống cái dầu gội giống như là ở ngoài người ta, cái tiệm người ta vậy. Và xếp rất là ngăn nắp, rất là kỹ. Và mỗi loại thì nó sẽ hai ba chai như vậy á. Xong kêu, ủa tại sao anh phải mua nhiều vậy? Không, tại vì mình cứ xài thử đi. Lỡ mà mình thích á, thì mình khỏi phải đi mua thêm. Nó đã có sẵn rồi. Còn không thích sao? Thì đó, mấy cái đó nó bị hết hạn, coi như phải cho. Anh thích có cái gì mới, thậm chí là đồ ăn ngon, mới, lạ là anh sẽ thích. Có nhiều tật xấu như vậy đó hả? Mê shopping. Dạ, ông mê shopping, ảnh mê game. Mê game. Có thể chơi game. Chơi game mà ngồi chạy thay cả ngày luôn. Thường á, thì cũng sẽ rất là nhõng nhẽo. Dù là ở ngoài á, thì nhìn thấy một cái kiểu rất là lịch lãm. Nhưng mà về nhà á, con không có ai bình thường hết trơn. Có nghĩa là đi đứng cũng không bình thường nữa. Ở nhạc lên là sẽ đi đứng thêm những cái kiểu là đi ngang qua là sẽ kiểu lắc qua một tí xíu, nhảy lên salon hay là múa quay quay cuồng là như vậy. Và cái mặt của anh này thì thật ra là rất là nhiều cái cảm xúc á. Cái mặt của anh rất là hay diễn, rất là hay diễn. Rửa chén á thì sẽ kiểu là mơi ngứa lưng quá gãi giùm, hay là nóng quá kéo giùm cái quạt, khát nước quá, có nghĩa là rửa chén mà mình phải đi phục vụ ổng vậy đó. Ủa rồi tụi con có con chưa? Dạ chưa. Ồ vậy hả, hèn chi mới dẫn hết gì được. Thời gian vừa qua anh cũng sống ở Việt Nam, anh có khó khăn hay là... So how do you feel about the life in Vietnam? I love Vietnam. I like to call it my home. Before Vietnam, I traveled a lot of countries. I lived in most of like Russia. I lived in Germany and States. Coming back to Vietnam, it's just like the people have very great mindsets. Yes. Yes. And very happy people as well. Never thought that I'm going to stay more than 3 years, but it happened to be that I'm going to stay much more. Any difficulty when you live in Vietnam? Not really. Maybe you can say that it's the language, but the newer generation speaks foreign languages. So it's not too difficult to communicate. Maybe sometimes it's with her parents. We don't 100% understand each other, but I'm a patient person and also like we like to listen to each other. Khoảng thời gian mà dịch Covid á, thì ảnh có bị ảnh hưởng gì trong công việc không? Thật ra là cái khoảng thời gian đó là cái mà khó khăn nhất. Khó khăn nhất. Con nghĩ là nó rất là khó khăn cho cái thời điểm đó giữa hai tụi con. Nhưng mà cuối cùng thì tụi con cũng vượt qua được.
Chúc mừng. Chúc mừng. Revelation. Bây giờ thì ổn định rồi đúng không con? Dạ đúng rồi. Thay mặt chương trình á, đầu tiên là cảm ơn hai vợ chồng con đã đến đây. Hai là xin chúc vợ chồng con bây giờ là hết tam tai rồi. Dạ, là tam tai. Tới hồi thời lai đó nghe. Dạ. Tiếng và sẽ có tiếng. Baby sớm nhất. Dạ. I hope you will have some time. Dạ. Em là Hà Văn Thu, 31 tuổi, hiện em đang công tác tại hãng hàng không Cathay Pacific. Dạ, em tên là Việt Anh ạ. Năm nay em 27 tuổi và em làm về văn phòng ạ. Tên của em sao nó mạnh mẽ vậy? Nhiều người nhầm giữa tên cô dâu với tên chú rể rồi đấy ạ. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Bạn em quen nhau là do mai mối ạ. Mẹ của chồng với lại thím của em là bạn bè của nhau và có giới thiệu. Em không thích làm quen kiểu giới thiệu đâu. Trước đây em rất là ác cảm với cái việc làm quen. Ở nhà giới thiệu rất nhiều người thì em cũng không biết chồng em là người thứ bao nhiêu giới thiệu cho em. Thì ngày hôm đấy thím nói thế thì em cũng sợ là mất lòng người lớn, em cũng đồng ý đại. Thế xong rồi cũng không ngờ là đồng ý đại rồi cuối cùng thì lại thành dính luôn. Thôi mà anh nói thật nghe, mẹ em ở nhà có giục em lấy chồng? Dạ không ạ, mẹ em không giục đâu ạ. Nhưng mà chỉ có bố thì giục rất là nhiều. Và bố em thì thường xuyên là nói là bị đau tim, rồi cao huyết áp, rồi tăng xông, rồi tất cả mọi thứ. Tại vì là vào cái thời điểm mà em gái em lấy chồng trước nữa, mọi người có giới thiệu cho em một bạn. Thì bố có hỏi là thế bây giờ mọi chuyện thế nào rồi? Thì em bảo là không thế nào cả. Thế là hôm sau bố em ốm luôn. Xong rồi em lại tưởng là mẹ em làm cho bố em giận dỗi gì. Nhưng mà không phải. Thế em bảo là không phải là tại mẹ đâu mà là tại em. Con. Còn em, mẹ của em với thím của Việt Anh là chung một cái hội người cao tuổi. Thì mẹ em xin cái số điện thoại của Việt Anh rất là lâu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì em thì vẫn nghĩ mình cái này mà làm sao phải mai mối được. Nhưng mà em cũng ghét cái chuyện mai mối đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Thì bởi vì nghĩ em tự có thể khả năng kiếm đúng được bạn rồi. Của mình. Rồi cuối cùng á, khi cả hai người cùng ghét cái đó là ông trời cũng khiến sao mà hai người gặp. Thì cái ngày đầu tiên gặp á thì cái ấn tượng sao? Thì em có nhìn từ đầu đến chân một lượt. Thì em có tập trung vào cái ngực, em thấy ngực anh rất là bự. Và người như vậy thì sau này sẽ là cái chỗ dựa vững chắc cho mình. Thì đấy là ấn tượng đầu tiên của em. Còn em, ấn tượng đầu tiên của em về vợ em? Không có tốt lắm. Bởi vì em cũng mong đợi cũng phải cao chuẩn. Thì bữa đó vợ em đeo một cái kính Nobita. Rồi cộng thêm là cái váy mà nói sao ta, nó giống như cái rèm cửa mà công chúa Bạch Tuyết ngày xưa mà cắt ra là... Thì hai cái đó kết hợp lại với nhau thì nhìn giống như là một cô mọt sách. Rồi thứ hai nữa là mặc váy lại đi hai. Rồi. Đó, nói chung là ấn tượng ban đầu hơi choáng một tí. Nhưng từ xa gặp cô này bước vào là thôi khỏi nhìn cô gặp mình đi em đúng không? Mà thực sự cặp này á là như vậy nè, là hai bên gia đình đã chọn trước rồi, cho nên là cái mối tình của các bạn này là nếu về mặt gia đình là không có gì khó khăn rồi đúng không? Dạ chính xác. Vấn đề là chỉ khó khăn với nhau thôi. Thì sau vài lần đi chơi thì cảm thấy cô này rất là ngoan, gia đình gia giáo, một cái mẫu người rất là lý tưởng cho người vợ sau này. Mà chị hỏi này, vậy trong quá trình mà hai bạn yêu nhau đó thì á là bạn nào gục ngã trước bạn nào? Em nghĩ là anh ấy. Em thì đã yêu đâu, đến giờ mới yêu. Đến giờ mới yêu. Thực ra là tụi em chưa kịp yêu. Chưa kịp yêu. Bao lâu, quen bao lâu thì cưới? Quen cả cưới là khoảng hơn 3 tháng một chút ạ. Hơn 3 tháng. Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái bất ngờ về nhau đúng không? Em bị vỡ mộng. Vỡ mộng? Vỡ mộng. Vỡ mộng gì? Khi anh ấy đi làm quen ấy thì anh ấy mặc quần tây và quần jean. Nên là em không có quan sát được hết. Tại vì là từ cái lúc cầu hôn đấy cho lúc cưới lại sau đó có một tuần thôi là rước dâu luôn. Thì khi mà cưới về rồi ấy thì bỏ cái quần dài ra ấy thì em nhìn thấy cái giò anh ấy rất là bé. Em thấy chân anh còn đẹp hơn cả chân em. Rồi sao? Em thấy hơi thiếu manly, thế là em lo lắng quá. Em gọi cho em gái em kêu là trời ơi kiểm tra ngay đi xem là điện thoại di động hay là điện thoại bàn. Người có ai hiểu gì không? Có nghĩa là chồng em là điện thoại gì? Là điện thoại di động. À quên, điện thoại bàn. Điện thoại bàn. Điện thoại bàn không có dây. Không, điện thoại bàn nó có dây. Điện thoại bàn có dây. Anh bị sái não luôn rồi. Trời ơi, có hiểu không? Em có hiểu nhưng mà không dám nói. Đúng rồi. Chị không hiểu. Điện thoại di động á. Không có chút xíu.
Liên hoa bàn để bị thôi. Có nghĩa là điện thoại bàn rất là to. Đó. Thôi quá vậy. Vậy đi. Vậy đi. Vậy đi. Tức là em muốn chồng em là điện thoại bàn hay điện thoại di động? Điện thoại bàn ạ. Điện thoại bàn. Khẳng định là điện thoại bàn. Cho nên bây giờ là em thấy cũng yên tâm hơn một chút. Thì đấy là một trong những cái phát hiện mà em gây hơi sốc, tại vì thấy chân Quảng Anh lèo khèo như vậy. Thì em có nói với anh là ngày xưa anh quen em mà anh mặc quần lửng đi tán em là em cho anh nghỉ luôn rồi. Em không thể nào mà nghĩ tại sao mà lại đàn ông gì mà chân lại lèo khèo như thế này. Phần trên thì rất là ổn rồi, chỉ còn phần dưới thôi mà em thấy như vậy là không hợp lý. Cái này... bây giờ thì đã hợp lý chưa? Giờ chân thì vẫn chưa hợp lý nhưng những cái khác thì hợp lý. cái này em xin bổ sung tí, cái này là cả nhà em đều như thế hết, nó là do cái gen. Gen. Rồi như vậy có nghĩa là em lấy một cô vợ hoàn toàn là ngây thơ mà gọi là trong cái cuộc sống vợ chồng chắc có nghĩa là một sự tinh khôi đúng không? Không biết gì đúng không? Đúng như Nobita à? Một tờ giấy trắng. Tức là vợ em giấy trắng chứ em là giấy đã có bôi màu rồi đúng không? Anh giấy nhám. Giấy nhám luôn hả? Anh nhám luôn hả? Trời. Anh ấy có cả nguyên cái quyển nhật ký đời anh ấy, mở ra thấy bao nhiêu hình cô gái ở trong đấy. Có không? Có. Cái đó là cái quyển lưu bút của các bạn sau khi hết lớp 12 ghi thì cô dán hình thôi chứ không phải. Bây giờ chị hỏi thiệt nè, cái cuộc sống mà vợ chồng của tụi em có hòa hợp không? Lúc mà chưa có kết hôn thì chồng với vợ cũng có tâm sự với nhau. Thì chồng cũng nói rằng là hai vợ chồng nếu mà căng thẳng với nhau thì có thể sử dụng cái việc đó để mà giải quyết căng thẳng, làm cho hết stress. Rồi nó là một thứ rất là quan trọng với hạnh phúc của hôn nhân gia đình. Thì em nghe xong em cũng thấy công nhận anh nói hay quá. Giống như là sau này em hoàn toàn có thể yên tâm về cái việc này với chồng em. Nhưng mà sau này về thì anh ấy rất là lười. Có phải là do áp lực công việc không? Thực ra nó không đúng thời điểm thì đúng hơn. Những cái lúc mà đi làm về rất là mệt. Chị không phải là tò mò cái vấn đề đó, mà là tại vì tụi em đến với nhau quá nhanh. Mà khi mà em về với chồng á, là giống như em hoàn toàn mới lạ với tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện đó. Thì á, như chồng em nói á, cái việc đó trong tình cảm vợ chồng nó rất là quan trọng. Nếu như bây giờ á, mà cái việc đó em chưa có cảm thấy cái việc đó nó hài hòa, thì theo chị em phải nói chuyện với chồng. Em phải nói chuyện anh ơi thế này nọ để mà hai người cùng tìm ra cái giải pháp làm sao. Cái việc đó là cái việc rất là quan trọng cho cái việc mà hôn nhân của tụi em có bền vững hay không. Tụi em hòa hợp trong cái chuyện đấy. Chị nghĩ rằng á, cái việc đó hòa hợp là ok rồi. Nhưng có điều gì về cái chênh giờ đi, chị nói ví dụ. Thì em cũng phải nói với vợ em là nó là như thế. Ví dụ như là ghi sổ nợ đi. Em hiểu chị không? Để mà đừng có bị ức chế. Tại vì cái người phụ nữ á, có thể là cái nhu cầu họ không cần thiết đến cái mức như vậy, nhưng mà họ bị mặc cảm là có thể chồng cảm thấy không hứng thú với mình, hoặc là chồng không có thích mình, đúng không em? Chứ không phải là cái việc mà em đòi hỏi cái chuyện đó. Hai cái đó khác nhau nha. Cho nên ví dụ như là về vấn đề như là cái giờ giấc nó chưa đúng, thì em cũng phải một cái nói để cho vợ hiểu là đó là về chênh giờ, chứ không phải là vợ em không còn hấp dẫn với em nữa. Có khi nào vợ bạn không hấp dẫn với bạn không? Cái nguyên do chính á, do cái thời điểm không thích hợp. Thứ hai nữa thì chúng muốn có góp ý thêm với vợ là để cho nó tốt hơn. Thì ví dụ như cái váy ngủ có những cái nhìn rất là đẹp theo cái mắt của em, nhưng mà vợ em lại thích những cái váy mà làm sao cho nó thoải mái nhất. Thì những cái váy đó thì nhìn nó cứng. Anh ấy có mua cho em một cái váy màu đỏ mà em cũng thích lắm, mà em mặc cái váy màu đỏ sao anh hỏi sao mặc hoài cái váy màu đỏ vậy? Bây giờ dễ lắm, bây giờ em chủ động em mua những cái áo ngủ nào mà em thích đi. Ngày xưa em anh ấy nói với em là sau này tủ quần áo ngủ của em để anh lo, xong rồi một năm trôi qua anh ấy em được hai cái đồ ngủ. Vậy là anh ấy không có làm theo lời anh ấy nói. Chưa mà, không chưa chồng, chưa. Sau chương trình này anh nghĩ rằng là chồng em sẽ mua cho em một lố nằm ngủ. Em cũng hy vọng là chồng em như vậy. Được không? Được, được. Được mà sao đi ngủ vậy? Rồi. Được. Rồi. Đó, mắt méo kìa. Ok. Rồi. Xin cảm ơn bạn. Mời em giới thiệu với mình. Em tên là Thiện. Năm nay em 26 tuổi. Đang là nhân viên ở công ty VNG. Rồi, còn em? Em tên là Quỳnh ạ. Năm nay em 24 tuổi và đang là nhân viên công ty VNG. Hai bạn là đồng nghiệp, chắc có lẽ là quen tình yêu của bạn là... công ty luôn. Dạ không. Tụi em quen nhau từ lúc chơi game. Thì em là chủ một cái vui trong game. Trong bang em có một cái anh đó. Thì anh bữa đó anh mới nói là Thiện ơi, anh mới để bé này xinh lắm, cũng chơi game của mình. Bữa nào á thì anh dẫn mày đi gặp. Rồi mày cho anh lời khuyên thôi, cách nào để mà cua đổ bé này. Tức là anh đó nhờ em tư vấn. Nhờ quân sư đúng không? Dạ đúng.
Cái bữa đấy là em đi học Anh Văn về, thì anh mới alo điện thoại cho em. Anh mới kêu chứ Thiện ơi, mời được ra rồi nè. Giờ ra với lại anh đi. Thế là em chạy ra quán cà phê thì gặp anh đó với mấy người nữa, với có vợ em ngồi đó luôn. Sao lúc đó gặp đúng rồi. Cảm giác chán. Quá chán người xinh quá. Là trong game ta gọi là bị trưởng đó. Bị stun đó. Bị stun đó. Anh nói thật là lúc đó là em mới chơi game hay là em đã chơi game lâu rồi? Dạ lúc đó là em đang làm cộng tác viên cho VNG. Em là người đi mời các bạn chơi cái game đó. Cho nên em cũng chơi chung với mọi người luôn. Vậy chơi mồi đó phải. Rồi vậy thì chắc chắn một điều là khi mà em ra em gặp em đứng hình bị stun với cô, với nhan sắc của cô này, thì là cái anh mà nhờ em tư vấn chắc chắn anh bứt cửa rồi luôn. Dạ không, lúc đó thì em stun trong lòng thôi, em đâu có để lộ ra mặt đâu. Anh kia anh đến trước rồi, anh nhờ mình tư vấn rồi mình im lặng, mình giữ trong lòng đâu dám nói đâu. Và có chỉ bảo nhiệt tình cho anh không? Dạ không. Chị hỏi vậy thôi. Rồi bây giờ nè, sao bữa đó rồi có quyết định là tấn công không? Do anh kia đến trước, mình đến sau thôi, mình chấp nhận. Không có giật dạng như là giật bồ của bạn được. Cái xong rồi sáng hôm sau thì em thấy có dòng tin nhắn rủ anh ơi dắt em đi quýnh quái với, là của tin nhắn của vợ em qua cho em. Thế là em mừng trong lòng, nói trời cái này chắc khoái mình rồi, khoái gì Sao em nhắn vậy? Dạ, thật ra là lúc đó là em muốn nhờ mấy anh trong ban, nhưng mà mọi người chơi với nhau á thì người ta có mặt ti hết rồi, gần như là full rồi. Thế là em mới hỏi cái anh bạn của anh này, anh kêu là em rủ Thiện đi chắc là được đó, thì em mới chat qua thôi chứ em cũng đâu có ý gì đâu. Có nghĩa là để lên level thôi phải không? Dạ đúng rồi. Công việc tôi muốn là công việc thôi. Nói như vậy tức nghĩa là em là người tấn công trước tiên luôn. Đúng ra là do cái sự hiểu lầm đó thì em mới tấn công lên. Em cứ tưởng là mình tự tin để tấn công đúng không? Rồi rồi. ATSM ảo tưởng sức mạnh quá. Ủa, đang học được cái đó. Rồi cái cách tấn công của em chắc chắn nó cũng phải có dính dáng tới game ở trong đó, thấy không? Tỏ cầu tỏ tình sao? Cái bữa đó em mới quyết định là em bỏ cái bàn em luôn. Em nhảy qua bên bàn bên vợ em luôn. Ban chủ bỏ cuộc chơi á. Đó, bây giờ anh hỏi này, hồi nãy anh hỏi là gì? Ảo tưởng sức mạnh hả? ATSM, còn riêng em anh xin tặng em 4 chữ MG bờ bờ. Là mê gái bỏ bàn. Em rồi cái lúc mà ổng MG bờ bờ, em có biết rằng là ổng vì mình mà ổng bỏ bờ bờ. Lúc đầu em cũng không có để ý lắm, tại vì lúc đó em đã có bạn trai rồi. Em không có nghĩ gì hết. Thời gian sau mới bắt đầu tấn công dữ dội. Lúc đó là ở trong game thôi, thì ảnh hẹn em ra. Anh kêu là anh có quà cho em nè. Thế là em mới đi ra, em thấy ảnh tặng cho em một con voi. Mà lúc đó là cái con voi đó là rất là hiếm, mà phải chơi rất là lâu, tích lũy đủ thứ mới đổi được cái con đó. Trời ơi là... giống như bây giờ mà ở ngoài đời là tặng hộp xoàn là 4 carat đó, mà dám mua con voi tặng. Rồi con voi đó làm sao? Anh không nói gì hết, anh chỉ nói là anh tặng cho em thôi. Thì anh bỏ lên thì em chấp nhận, em nhận thôi. Trời ơi, hàng lớn. Nhưng mà em chắc chắn là em phải có suy nghĩ, đúng không? Phải có một suy nghĩ tại sao này muốn tặng con voi. Lúc đó chưa kịp nghĩ thì anh đã nói rồi. Nói gì? Cái lúc đấy thì nói chung là vô tính toán em hết rồi. Cái này là gai keo á. Em dồn hết tài sản rồi vô. Đó là quyết tâm mua con voi đó. Nếu như được con voi đó thì mình phải bỏ những cái gì? Là mình phải tốn vàng trong game. Thứ hai nữa là phải mỗi ngày đổi một tí. Đó, rồi em tổng hợp từ đó đến giờ em chơi bao lâu em dồn hết vô mới đổi được. Tức là nếu mà tính ra ngoài đời á, giá trị thị trường là nhiêu? Chắc cũng phải mấy triệu. Mấy triệu. Rồi sao nữa? Cái xong rồi em mới nghĩ, giờ nếu mà mình tặng á, mà mình kêu giờ em nhận á, em làm bạn gái anh. Không nhận á thì trả lại anh, thì chắc không chịu đâu. Thế là phải chiêu là em đưa con voi qua trước. Em kêu là thôi anh tặng em voi nè, lấy đi. Ok một phát là xong rồi. Là em mới nói chứ giờ em nhận voi, nếu như mà em đồng ý á, là bạn gái anh á, thì em cưỡi voi lên em bay đi. Đó. Còn nếu như mà em không chịu á, em tự tay em xóa voi đi. Chắc một điều là không bao giờ xóa con voi đó, đúng không? Thích quá trời rồi, ngúng gì xóa. Đó, nhận luôn, nhưng mà im lặng cởi lên bay đi, xong rồi chát lại là em đi nha ông xã. Rồi sao? Lúc đó là bắt đầu quen trong game, mừng lắm. Quá mừng, quá vui luôn.
nhưng mà cho em cũng chưa dám tấn công ở ngoài. Đến bao lâu thì em mới cho anh này cơ hội và quyết định quen với anh? Một thời gian sau thì em với bạn trai em chia tay. Nhưng mà em cũng không có nói cho anh biết, tại vì em biết nếu em nói ra là bắt đầu anh sẽ tấn công dồn dập. Em con voi nữa. Nhưng mà anh cứ hỏi hoài, à, em với bạn trai em giờ này sao? Xong cái sau anh phát hiện ra cái bắt đầu tấn công rồi tỏ tình các kiểu à, làm bạn gái anh nha này nọ, thì lúc đó em mới đồng ý. Rồi quen nhau á, là vợ em đẹp, giờ em có sợ mất mất bà xã không? Dạ có chứ. Đúng rồi, em giữ bằng cách nào? Em kiểm soát cũng hơi chặt chẽ xíu. Anh ghen lắm luôn á. Quen với ảnh sao em biết ra đường mặc đồ mà, ví dụ như em mặc áo ba lỗ đi, mặc quần sọt đi là không cho đi luôn. Giờ em phải đi vô thay đồ đi mới được, không mà đứng đó hoài luôn, nhất định không đi. Mặc quần dài, áo có sơ mi có tay rồi gài lên tới cổ vậy nè. Đi đâu cái bạn bè em hỏi, trời ơi sao giờ này em ăn mặc gì kỳ vậy? Hên là em ở Việt Nam nha, chứ em ở cái miệt mà trung trung là coi như bịch luôn, nó còn có con mắt. Ủa mà sao cái này, em lại cái này là tự tin như vậy? Quên phòng phòng bệnh anh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Sao bữa nay ăn mặc đó? Dạ. Mặc vậy là quá đó, sexy rồi. Bữa nay lên truyền hình anh cho mà. Vậy là cả nước thấy luôn rồi. Đó, đó. Có được không? Có chứ, sao bữa nay phá lệ luôn đi, thấy hết trơn rồi. Không, thấy từ ra nó bớt rồi. Em đã có mẹ chồng em vẫn thấy em. Là mẹ chồng em nói con cứ mặc đi, kệ nó, để đó mẹ. Vậy là hả? Bởi vậy bây giờ em mới được mặc đồ như vậy nè. Tại sao mẹ chồng em lại đặc biệt như vậy? Thứ nhất là mẹ chồng em rất là modern, rất là dễ thương, ăn mặc cũng rất là đẹp. Thứ hai là hả, mẹ chồng em từ đầu đã nói với em là mẹ thương con lắm. Mẹ thương con nhất là tại vì lấy phải thằng chồng như vậy. Giống ba luôn. Trời ơi. Tại mẹ em á cũng bị cái cảnh giống vậy. Áp giá từ ba em cũng vậy. Ồ, hồi xưa ba cũng áp dụng với mẹ y vậy. Có nghĩa là cái kiểu này là giống như là ghen có ghen. Coi như mẹ chồng là hậu thuẫn rồi. Mẹ có mua đồ cho dạ em? Dạ có, mẹ cũng mua toàn là quần sọt với áo ống không à. Rồi mỗi lần mặc vậy chồng em có dám hó hé vậy? Dạ không, sao dám nói. À, nó nghe nè, hồi chị bao lâu rồi hai bà mới lấy nhau? Gần 3 năm. Ê, vậy thì sau khi mà đám cưới thì chắc chắn các bạn sẽ có những sự bất ngờ về người bạn đời của mình. Trước tiên hỏi em, em thấy vợ em có cái gì mà khác biệt hơn so với lúc mà yêu nhau? Lúc yêu thì đẹp lắm anh. Cái gì cũng hoàn hảo trong mắt em đó, mà cưới về có lòi ra mấy cái. Lòi mấy cái? Lòi có mấy cái. Đâu. Cái gì vậy? Thứ nhất á, không có biết quản lý chi tiêu tiền bạc. Là hả, mà cầm tiền trong tay á là 100.000 cũng hết, 1.000.000 cũng hết, mà thậm chí 5.000.000, 10.000.000 cũng hết. Mà lúc nào cũng có cái lý do rất là chính đáng đối với em á, không thể nào mà em nói được. Là gì? Hay ở chỗ đó. Thì đúng rồi anh, thì ví dụ như đi chơi với bạn bè cũng phải trả tiền. Trả lẽ bắt người ta trả hoài thì xe nhau mà đúng trả rồi. Thôi. Rồi thí dụ như tới ngày lễ gì đó thì em đi mua quà tặng cho chồng. Sẵn em mua cho em luôn. Dạ. Chính đáng không? Chính đáng đúng không? Hả? Ủa vậy em là người quản lý chi tiêu đúng không? Dạ, đến thời điểm này thì em phải có biện pháp là như vậy. À, trước đây là... Trước đây là vợ em. Bây giờ cũng khuyên em lên ngôi rồi. Bây giờ hỏi em nè, ông chồng em có thật xấu gì? Trời, thay đổi. Kể hết đi em. Xanh xạch luôn anh, rất là ngạc nhiên luôn. Lộ hết mặt ra. Hồi lúc trước nói chuyện với em thì cứ kêu là em ơi, em sao em nói ít quá vậy, em nói chuyện với anh đi, thế này thế nọ. Về nhà thì sao em nói hoài vậy? Sao em nói nhiều quá vậy, em đừng nói nữa được không? Bây giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì? Quan tâm hơn. Ủa, nói gì chồng em quan tâm à? Không phải, có nghĩa là theo như cái ảnh nghĩ á, như vậy đã là ảnh rất quan tâm em rồi. Nhưng mà theo như em nghĩ thì như vậy là vẫn chưa đủ. Ví dụ như ảnh chỉ nghĩ trong đầu thôi, em không hiểu được. Như những chuyện bình thường như mình phải chia sẻ với nhau, nói chuyện với nhau. Hai vợ chồng lâu lâu cũng đi chơi, cũng giống như là hâm nóng tình cảm, chứ không phải là cưới nhau rồi xong cái cứ đi làm, xong rồi về nhà, xong cái đi làm, xong về nhà, cứ vậy hoài. Em thấy không? Bao nhiêu cặp thì bấy nhiêu cặp, các bà vợ đều có một cái mong muốn là chồng nên quan tâm tới mình hơn một chút nữa. Có nghĩa là cái yếu tố tinh thần ở đây rất là quan trọng, rất là cần thiết trong cái quan hệ vợ chồng. Nói đúng với từ chuyên môn, quan tâm sâu sắc hơn. Thế còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là hãy biết chi tiêu cái tiền. Gọi là đúng biết chỗ. Chi tiêu quán xuyến, quản lý cái...
quỹ tài sản của gia đình á một cách hợp lý. Sau này còn phải để dành tiền cho em bé nữa. Thực sự hai bạn này á kể xấu vậy nhưng mà thấy cả hai người đều gọi là có một cái gì đó rất là mãn nguyện trong cái cuộc sống hôn nhân hiện giờ, đúng không? Dạ. Em là may mắn là em được mẹ chồng cưng á là thế lực lắm đó nghe. Còn em á là em đã sở hữu một cái bông hoa quá là nhan sắc như thế này thì ráng mà giữ. Đúng không? Chết rồi, chị nói vậy chết em rồi. Thật sự á, bây giờ em đã nắm được cái bông hoa này rồi. Cái quan trọng là em nắm được cái hồn. Gọi là giữ cái hồn, phần hồn với giữ phần xác một chi. Xác giữ rồi. Sở hữu chứ mới giữ. Chúc hai bạn luôn luôn lúc nào cũng vui tươi. À, và mau chóng có một em bé để cho vui cửa vui nhà. Dạ, em cảm ơn chị.